Dạ alo. Dạ đúng rồi, em là Quỳnh nè. Dạ. À, dạ dạ. Anh chờ em xíu, anh chờ em xíu. Em xuống liền. Dạ dạ. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tây Mắc. À, vừa rồi thì mình vừa đi nhận được món quà. Đây, đây là món quà mà mình vừa nhận được. Mà theo cái lời của người tặng á, thì món quà này nó rộng, sâu, lâu và sướng. Mà mô tả này là đáng ra phải tặng trong Sơn chứ. Sao tặng cho mình ha? Ông Sơn mà ông nghe mô tả này là ông thích lắm luôn, cho coi. Thôi kệ, cứ mở đi đã, biết đâu hợp với mình thì sao. À, các bạn cũng thấy rồi đó, đây là chiếc túi của Mobistar. Có chữ đây nè. Đây, à, có sao dưới này quá trời nữa. Và ở bên trong là một cái hộp màu trắng. Đây là hộp của chiếc điện thoại RAM X Max. Đây, các bạn có thể thấy là trên này thì có in hình của sản phẩm và những cái đặc điểm nổi bật của máy, như là camera kép selfie góc rộng nè, hay là camera kép xóa phông nè. Và ở ngoài sau của chiếc hộp này thì nhà sản xuất cũng có ghi rõ cho chúng ta hơn về những cái điểm nổi bật này, như là camera kép thì có độ phân giải là 20 megapixel và 8 megapixel, góc rộng 120 độ. Camera sau cũng là camera kép, độ phân giải là 13 megapixel và 5 megapixel và có chụp xóa phông. Ngoài ra thì có màn hình vô cực 6 inch tỷ lệ 18:9 nè, hay là chiếc Helio B25 RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Phía dưới còn có một số thông tin khác nữa. Ok, bây giờ mở hộp ra nha. Bên trong của chiếc hộp này là một chiếc hộp trắng khác. Má ơi, xem tỷ rơi mất cái điện thoại. Nguy hiểm quá, cái hộp này nguy hiểm quá. Các bạn mua RAM X Max thì nhớ cẩn thận khi mà mở cái hộp này nha. Đây, đây là nhân vật chính của chúng ta, được đựng trong một cái túi ni lông mong manh, trắng trẻo. Bây giờ thì chúng ta để nó sang một bên. Lại là cái túi này, nhưng mà bên trong là ốp lưng silicon màu trắng, được hãng tặng kèm. Trong này thì chúng ta có đây, củ sạc, tai nghe và cáp sạc micro USB. Tất cả đều là màu trắng. Hết rồi. Còn nữa, bên trong là sách hướng dẫn. Hết thiệt rồi đó. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc điện thoại Mobistar RAM X Max. Và cái chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay là chiếc điện thoại rất đặc biệt của Mobistar, bởi vì tất cả những thiết bị trước đó của Mobistar đều là những thiết bị giá rẻ và có độ hoàn thiện không được cao, đều được làm bằng nhựa hoặc là kim loại không nguyên khối. Nhưng chiếc RAM X Max này thì khác nha, em được làm bằng kim loại nguyên khối luôn, rất là đẹp. Cảm biến vân tay còn có vắt các kim cương nữa. Độ hoàn thiện cũng khá là tốt. Hai dãy anten ở trên này được làm mảnh rất là tinh tế, và hai cạnh trên dưới được làm bằng nhựa, nhưng mà vẫn rất hài hòa với tổng thể mặt lưng. Xung quanh máy thì chúng ta có những cái chi tiết rất quen thuộc, như là bên cạnh trái là khe sim nè, còn bên cạnh phải thì có phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Cái phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng này thì có kích thước hơi nhỏ, bởi vì cái độ cong của mặt lưng ra phía trước là khá lớn, cho nên hai cạnh bên này nó sẽ mỏng đi và mang lại cái cảm giác là máy sẽ mỏng hơn độ dày thực tế của nó. Vì vậy mà phím nguồn và phím âm lượng nó cũng nhỏ đi luôn. Tuy nhiên, tuy là nhỏ nhưng mà cái cảm giác bấm nó vẫn rất là tốt, không có phiền hà gì hết. Và phía dưới thì như thường lệ chúng ta có loa ngoài nè, cổng micro USB, mic thoại và tắt cắm tai nghe 3.5mm. Về mặt trước thì RAM X Max có màn hình 6 inch HD Plus, kính cường lực Gorilla Glass, sử dụng tấm nền công nghệ IPS LCD, có tỷ lệ hiển thị là 18:9. Và đây cũng là một điểm đột phá của RAM X Max, khi mà lần đầu tiên điện thoại của Mobistar đi theo trào lưu màn hình mà thế giới đang theo đuổi là màn hình vô cực. Cho nên chúng ta có thể thấy là viền màn hình của RAM X Max rất là mỏng, gần như là nó tràn viền luôn. Cho nên là đây, các bạn thấy là ba phím điều hướng nó cũng được di chuyển vào bên trong màn hình luôn rồi. Và ở phía trên màn hình thì chúng ta có cảm biến tiệm cận nè, đèn flash trước, loa thoại, đèn LED thông báo và cụm camera kép. Và cái cụm camera kép này chính là điểm nhấn lớn nhất của chiếc điện thoại này đây. Như lúc nãy thì chúng ta đã thấy ở ngoài hộp thì cụm camera kép này có độ phân giải là 20 megapixel và 8 megapixel. Ngoài ra thì nó còn có chế độ chụp góc rộng lên đến 120 độ, tha hồ selfie với bạn bè luôn. Tức giống. À, giống. Ừ, đúng như lời của người tặng mình nói luôn. À, vậy còn những cái yếu tố khác thì sao ha? Thôi, tụi mình chụp thử coi sao nha.
Ồ, đúng là điểm nhấn lớn nhất của máy có khác camera selfie của RAM X Max. Thực sự rất là được chăm chút, màu sắc thì khá là trung thực, sắc nét nè. Chụp thường thôi thì chúng ta cũng đã thấy rất ưng ý rồi. Bên cạnh đó thì nó còn có nhiều cái chế độ chụp ảnh nữa. Ở đây thì chúng ta còn có thể tùy chỉnh xóa phông theo ý mình thích nữa. Mà RAM X Max này nó xóa phông cực kỳ sâu luôn, xóa phông rất là đẹp. À, mình biết rồi, thì ra cái chữ sâu ở trong những cái yếu tố đó chính là xóa phông. Đó, ngoài cái xóa phông ra thì chúng ta còn có một số cái chế độ chụp ảnh khác. Ví dụ như là chế độ làm đẹp khuôn mặt nè. Ở trong chế độ này thì chúng ta có thể chỉnh mịn da, trắng da, V line, mắt to chẳng hạn. Mà cái chế độ làm đẹp này nó còn làm đẹp trên cả video luôn nha các bạn. Ngoài ra thì còn có hiệu ứng ánh sao đặc biệt nữa. Mà hiệu ứng này là nó có khả năng tự điều chỉnh ánh sáng để cho phù hợp với mọi điều kiện luôn. Bên cạnh đó thì còn có một số những cái tính năng phụ mà mình cảm thấy rất thích. Đây, ví dụ như là chụp ảnh chuyên nghiệp nè, quay video tua nhanh, chuyển động chậm, tạo gif, tạo khung hình hay là pano selfie. Mình mà có cái em này trong tay rồi nha, mình sẽ làm ra một đống gif để dành đi comment dạo. Giờ thì mình thử camera sau ha. Tuy là nó có độ phân giải thấp hơn bởi vì Mobistar chú trọng vào camera selfie, nhưng mà camera sau của RAM X Max cũng rất là ok. Cũng là một cụm camera kép nhưng mà độ phân giải là 13 megapixel và 5 megapixel, thấp hơn camera selfie. Nhưng mà mình thấy là như vậy cũng đủ xài rồi đó. Ở đây thì mình còn có chụp xóa phông nữa nè, rồi còn có chụp ngược sáng, chụp ban đêm, chụp toàn cảnh nữa. Cũng rất là nhiều trò mèo để mà tụi mình làm. Nhưng mà nãy giờ thì mình vẫn chưa thấy cái yếu tố lâu nó ở đâu hết. Thôi kệ đi, bây giờ tụi mình nói về cấu hình. RAM X Max sử dụng hệ điều hành Android 7.0, chạy chip MediaTek Helio B25 8 nhân, xung nhịp là 2.6GHz, nhân đồ họa Mali T880MB2, RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Hình như cái đoạn này lúc đầu mình có nói rồi thì phải. Thôi kệ đi. Quan trọng là pin của em này là 4010mAh, một con số rất khủng. Và mình nghe nói đâu là cái pin này nó dùng đến tận được 2 ngày luôn. À, thì ra cái dung lượng pin chính là yếu tố lâu. Lâu là pin là lâu. Cái câu slogan cũng rất thiệt, rộng, sâu, lâu và sướng. Có nghĩa là camera thì rộng, xóa phông thì sâu, pin thì lâu và mình thì sướng. À, không. Và dùng chiếc điện thoại này thì sướng. Và nếu như các bạn là một tín đồ của việc selfie hay là các bạn phải làm việc ở bên ngoài trong thời gian dài thì đây là một lựa chọn rất hợp lý luôn. Bạn nào dùng rồi thì comment chia sẻ với mọi người là bạn sướng như thế nào nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác.